vị trí của bếp trong nhà là một yếu tố rất là quan trọng. Theo riêng sách Tam Yếu thì nói rằng là quan điểm là Tam Yếu, tức là ba yếu tố quan trọng của một cái nhà là môn chủ táo, môn tức là đại môn hay là cái cửa chính hay là cái cổng cửa, cái chủ tức là vị trí của cái phòng ngủ của gia chủ, và thứ ba là vị trí của táo tức là vị trí của bếp. Như vậy thì yếu tố ba yếu tố quan trọng là người ta nói đến cái bếp, vì là cái bếp là nơi chủ quản cái tài lộc, à, chúng ta ăn ngon hay không mà, đúng không ạ? Cái bếp là nơi để chủ quản cái gia đạo trong nhà. Vì đa phần cái việc mà giao tiếp và hỉ nộ ái ố cũng như là việc trao đổi tình cảm cũng như là giao lưu cũng như là nói chuyện với trong gia đình là thể hiện ở cái bếp và khu vực của cái bàn ăn, đúng không ạ? Nếu như chỉ dồn tình cảm vào việc nấu ăn thì lúc đấy nấu ăn rất ngon, mà không dồn tình cảm vào thì nấu ăn cũng sẽ không ngon. Cho nên là cái nơi để chủ quản tài lộc, chủ quản cái sức khỏe, chủ quản cái gia đạo trong nhà, cho nên vị trí bếp là vị trí quan trọng nhất. Và chúng ta trong phong thủy thì chúng ta phải lựa chọn từ quãng hướng đến vị trí để làm sao để phát huy được cái tài lộc, phát huy được cái sinh khí, phát huy được cái gia đạo, sức khỏe của mình.